Tiếp tục chuỗi series của game tài xỉu, và hôm nay trải nghiệm bằng cơ phương pháp và ôm mới mất vốn cả trang tháng lượt này. Tôi chơi quyết chiến với nó để xem từ hôm nay lái lại như gì để bằng hai mắt những gì đã có. Còn bây giờ tiến hành là vẫy tay xem là ô 22 nha mọi người, và thay này sẽ ra để xem nào. Rồi, và một số chiến lại là tài nhiều nhất, và bây giờ tài này thì có ra tài là không 200k đầu tiên. Không mà nhầm ơi, về sĩ ngoài rồi, ba ván về sĩ ngoài, thế sĩ như thế còn không nhỉ? Theo nhá, không theo nhá, không bán chủ 400. Ui may và tôi nhảy qua kịp hút ngày thế này, và tay này diễn ra theo như có là không, còn không nè, thôi đánh được hướng xem nè. May mà tôi nhảy qua kịp đúng y cái sĩ ra chuẩn của nó đây rồi, và bắt được chuyên nghiệp ngay chỗ này. Và giờ lại tiếp tục 300k tay này xem. Quá tuyệt vời anh em ạ, lụm ngay. Và bây giờ 13 bài có ngay lại rồi, đánh lại thôi 400. Khai tiếp tục đó là một pha đứng qua bên trái và hút ngay luôn rồi, và anh em thấy rằng đang đi bên cầu 3, và hiện tại thì cầu 4 bởi bên dưới thì cầu 3. Bây giờ 300 là có xem thế nào. Không, gãy về ngay rồi. Và chính như thế thì có còn về xỉu là không, hay tài nên đứng hay đi, đi hay đứng, đứng lại và gấp xem nào. Ui giời, sai rồi anh em ơi, toàn rồi, toàn rồi. Gặp luôn thôi nha bạn. Không nghĩ rằng nó đi về cầu 2 như thế, và hôm nay nó bị bẹt cực kỳ là cao thế này. Ui, lại một phá bẹt nữa kìa, phải làm thật. Theo anh em có theo nữa là không đây, thôi thì hết đường trụ rồi anh em ơi, thôi theo thôi 2m5. Liệu bây giờ nhảy qua còn kịp là không, hay là một pha nhảy lại là một xa bờ thôi. Và bây giờ nó xuống thì khá lớn, đó là 18 cũ, có còn về xỉu hay không, hay nhảy về tay rồi, tay rồi, may mà nhảy qua kịp chứ không còn cái gì. 4 tay liên tiếp, thế 4 tay này còn không, tôi cũng nghĩ không còn đâu, nhảy về tài thôi.
đó là một pha còn tiếp tục anh em ạ, phải không nghĩ rằng đi cầu năm như này được, tôi không thể tin vào con mắt của mình như thế này được. Một mét về và thế này chính xác đúng chuẩn quần vào đây rồi, sợ thật đấy, nó đi chính xác, tôi không nghĩ rằng đoạn đi như thế này. Và bây giờ để xem thực tài này còn không, đó là một pha 50k tiếp theo, đó là 90k nhé. Bây giờ tài mà rất tiếc là tôi không có được ăn. Và bây giờ anh em thấy rằng gọi tay như thế này thì có diễn ra tiếp tục đó tài hay quay vị trí, thì mời anh em hãy chú ý xem cái đoạn này như thế nào. Phải chuyện này đó là một vài xíu, và xíu 10 như thế thì có còn xíu tiếp là không, hãy quay về tài đây. Ngay anh em ạ, và tôi không dám đánh nữa vì cái sự quyết đoán của mình khá là sai, và hôm nay anh em thấy rằng đi cầu như thế này và dẫn chứng và đưa ra cái cách tôi chơi có gì không hay nhớ của mình, chứ mỗi ngày cập nhật và đưa ra và cái phương pháp và cái cách trải nghiệm có gì thì anh em cùng mình. Còn bây giờ hẹn anh em video sau nhé.